Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2018. Bây giờ bắt đầu sáng giờ mình mới lấy chim từ trong bọc ra ha. Đây, chim mình mới lấy nè, tất cả diều trắng mắt đỏ về nha. Về đây quá trời luôn các bác thấy không? Quá trời đẹp không? Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị cho ăn nha. Thì nói chung là chim này nó còn nhát mới đem về ha. Nhưng mà giờ mình cũng vẫn cho ăn thử coi con nào dạng, con nào không dạng nha. Đây. Ở đây. Đây. Các bác thấy chưa? Quá trời không? Nhưng mà giờ thì mình quê sơ lựa xong rồi mình cho nó ăn các bác thấy nha. Con nào ăn, con nào không ăn nha. Con nào nhát, con nào không nhát nha. Đây. À, rồi, để bàn nha. Phần để bàn ở đây. Nắng quá. Cái này là con diều ấn nha. Còn ở đây là diều hoa ha. Còn dưới kia là để bàn ưng nha. Đó, để bàn ưng đứng nhớ đó, nó kênh thấy không? Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình cho ăn thứ tự nha. Giờ mình cho ăn cái đám lục lăng trước, cái đám mới về trước cho nó ăn sao nha. Các bác cùng mình theo dõi nha. À, tại các bác yêu cầu cho ăn để các bác lựa ha, thì mình cho ăn lựa nha. Giờ mình cũng chẳng biết con nào nó ăn, con nào không ăn ha. Nó đi qua đây nó mệt rồi. Mà giờ mình cứ cho nó ăn thứ con nào ăn. Con này ăn không? Ăn này không? Ôi, ăn luôn á. Đốt luôn, một con ăn. Giờ đây là thực phẩm của nó này nha các bác nha. Mình bầm con khúc rồi nè. Đó, rồi cái này phổi, mình cho nó ăn phổi luôn. Đây, con này có ăn, không biết có ăn không? Ăn không con? Nhát không nha. Nhát là lát cho nó ăn sao con này. Ăn không? Ăn không con? Ăn không? À, con này nó ăn, mình nó ăn hai cục. Đứa nào ăn nữa? Qua nè, đứa nào ăn nữa không? Con này không ăn, con này ăn không? Ăn. Hai con ăn. Hai con ăn này có ăn nha. Con này ăn không? Con ngó này mới ăn không? À, ăn luôn. Ăn luôn. Cho mẹ nó ăn mà sao nó rớt xuống rồi. Rớt xuống lụm lên để rớt. Này con ăn đi. Đó, đứa nào ăn được thì ăn. Còn đứa nào không ăn lát chưa ăn. Ăn không? Ăn luôn. À, tưởng không ăn thì cũng ăn luôn. Tóm lại là ăn. Nè, ăn được thì cứ ăn. Rồi con nào ăn được thì cứ ăn. Chúng mà cũng quen thôi, về tới tay của ba chai là phải quen hết. Nè, ăn coi. Đúng không? Hai cục rồi. Cục thứ ba. À, cục thứ ba nó không ăn, nó ăn hai cục à. À, hai cục. Rồi, con này ăn không? À, con này ba cục luôn rồi. Ui, con này nó ăn ba cục luôn. Nói chung dây chân nó mình cục quá cho nên nó ấy không được. Đúng chưa? Anh chụp cái chân nó rồi, chụp chân nó lát nó ăn sao. Rồi cái đám bên đây coi nó còn ăn không. Nè, con này dưới đất nè, có ăn không? Nè. Ăn. Ăn luôn. Đây là diều bổi nha các bác. Đây là tất cả là diều bổi hết á. 14 con này là bỏi hết nha. Nè, ăn nữa không? Thì dục đó lát ăn sao. Bên đây con nào ăn? Ăn không? Ừ, con chích mẹ rớt rồi. Ừ, con nào ăn? Ăn không? Ừ, ăn đi. Tóm lại nó con nào lắm cũng phải ăn hết thôi chứ nè. Mày dành nó chỉ đó ăn đi, ăn hết. Con này nó dành ăn của con này, bây giờ mình đưa cho nó luôn. Không. Tóm lại là phải ăn hết thôi. À, mấy con này nó khôn quá, nó bắt nó xé nó ăn chứ nó không nuốt nguyên cục. Nó xé như xé mồi á, không? Xé
rồi. Được không? Rồi đó rồi. Ở dưới đây mình có một con ấy nha các bác, có rồng Nam Mỹ rồi nha. Mình có rồng Nam Mỹ, bác nào có thích thì alo mình luôn nha. Mình mua của đồng chí bộ đội, đồng đội mình bán á. Nè, nè. Không ăn mà giữ của người ta là sao nè, cái mày nè. Nó sợ thuốc nó. Ngon. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Để đi rồi anh dậy sao ấy được, để đi đó anh Trinh. Rồi ha, bây giờ cái đám này nó ăn hết rồi nha bác, bây giờ đến đám này nha, đám này có ăn không nha. Ở đây còn 4 con. Ừ. Mình coi nó ăn không nha. Ừ, ăn không? À, cũng ăn mát trời hết á. Nói chung là bảo đảm với các bác mấy con này một tuần lễ mình cho bao tay hết luôn. Nó ăn về là một tuần lễ mình cho bao tay hết luôn. Con đó là nó chụp mồi được á, con đó bảo đảm chụp mồi được á. Con này không? Ăn luôn. Ờ, ăn hết chứ con. Hai chân cái chết rồi hả? Đang quay phim. Ăn đi con. Của mày không ăn mày dành của nhỏ này sao? Nó chứ nó xé thịt nó ăn á. Vậy tất cả là 14 con đều ăn hết nha các bác. Con này sao tự nhiên đu lên đây gì vậy? Cứ cho con nào nó ăn được, nó ăn thì lát trưa lại đầu nó biết rồi nó ăn rồi đó. Ăn hết á. Con này nó tự nhiên đu đang kia nè. Cánh đâu? Chim cánh bán qua rồi. Chim cánh nào? Bán gì ấy rồi, nó hết sợi cánh bán gì ấy rồi, bán người Phú Quốc qua rồi. Ủa vậy là hai chim cánh hả? Như bữa ở nhà là giữ hai con là bán hết rồi hả? Bán hết rồi. Ủa vậy là bài chim đó là hết luôn hả? Ừ. Rồi bây giờ mình xin phép các bác là bây giờ mình cho để bàn ăn nha. Ủa để bàn cái nào ạ? Đó nè, Hoa, ăn quay xe qua ăn con. Nè. Nè Hoa. Rồi sao rớt rồi nè. Rồi sao nhả mày? Đây là bằng hoa nha bác, con này 2 kg rồi nha. Con này không biết nó ăn không, sống bay rồi nó nhảy luôn trên bên này. Tưởng này không ăn chứ. Ừ.
đây đây bằng hoa các bác, còn đây hoàng hoa là 2 kg rồi nha. Rồi cái clip này nó cũng đã 10 phút rồi những các bác nha. Mình chắc quay cho nó ăn hết cái này cái đầu cái là mình sẽ phép ngưng nha các bác. Mày nó khôn quá. Con này nó khôn quá. Nó ăn thịt rồi. Nó ăn thịt mà phổi nó không ăn. Phải cái nó thịt. Tính nó bự cho trời cục bự. Tại vì cho lắc đầu ông nội hả? Cái cục bự quá mà. Biến gì thì tướng nó đủ mẹ như con dâu mà.